nào chúng bánh nhất là những ngày lễ với em, phải dồn đồ ra đó, dồn bỏ ra mình đi lượm thì mới có đồ. Còn bây giờ thì nó chiên á thì mới kiếm được 40-50, còn mà ở thì vừa đủ ăn rồi. Đó là những người tốt nữa sẽ đến với mình nữa, chứ không phải là không có, nhưng mà cứ thật thà mà sống cho cái bản chất cho mình, cho nó có một cái điều tốt nhất, đừng có làm những cái gì xấu là được rồi. Ê, cơm gà giá 70. 70. Dạ. Vậy là bằng 2 ngày. Tắm cơm sườn 35. Gà mình. Gà ta mình luôn hả? Ờ, ngon. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và chắc có lẽ là cô bác quý anh chị cũng có thể biết được đây là ai đúng không? Đây là chú Tuấn, một ông cụ nhặt ve chai ngay tại thành phố Long Xuyên về đêm. Sau một cái thời gian hành trình đi tìm con về 4 ngày ngay tại Tây Nguyên, thì bây giờ cuộc sống của chú, của cha cũng trở lại nhịp sống bình thường. Và hôm nay thì trở về đây, Bùi Hồ muốn cập nhật lại tình hình của chú hiện tại ngay tại Long Xuyên như thế nào cho cô bác quý anh chị xem, cũng như là cảm nhận của chú sau khi đi chuyến Tây Nguyên đi về đó thì như thế nào. Chú thì hiện nay thì cái cuộc sống của chú như thế nào rồi? Từ hồi mà đi với con để mà lên trên Tây Nguyên á, thì cái lòng ước mơ của chú á, thì nó đã mãn nguyện rồi, rất là mãn nguyện. Mà phải nói là một chuyến đi hành trình rất là gian nan, không phải chuyện đơn giản đâu. Mà ba được bước lên đó đó, dạ, là nhờ được cái gì? Nhờ được cái lòng của tụi con. Mạnh Thường Quân đã đẩy đưa ba tới nơi, cái chỗ mà ba ước mơ, để tìm lại một ước mơ, cái dĩ dãn xa vời cách đây gần 50 năm. Mặc dù là không tìm được, nhưng mà cái ước mơ của ba đã hiện thực, đã có. Nó không còn gì để nói tiếc nữa đúng không? Không còn gì nói tiếc nữa, nên bây giờ đã về đây thì cuộc sống cũng vẫn hành trình, cũng vẫn bình thường, đi lượm rất là hồ hởi, mà nó lại tăng cho mình cái sức khỏe rất là tốt. Mà không trước đây mỗi khi đi nhặt ve chai, nhặt phế liệu á thì mình còn ấp ủ để dành dụm cái số tiền đúng không? Đúng rồi. Thì ngày hôm nay thì nó đúng ra nó cởi mở tất cả những cái gì mà ấy nấy trong lòng để tìm một đứa con, mà nó đã làm cho mình rây rứt cái thời mà còn trẻ. Bây giờ tới năm nay là 70 mấy rồi, ước ao để đến một lần nữa thì bây giờ đã hiện thực rồi. Quá tốt, quá tốt. Trong cái chuyến đi nào nó cũng có những cái kỷ niệm đáng nhớ. Đúng và rồi. Có những cái trục trặc thì mình không thể nào mình quên được. Thì đúng. Trong cái chuyến đi về Tây Nguyên đó thì cha như thế nào? Chuyến đi về Tây Nguyên vừa rồi đó thì nó làm cho con người sảng khoái lắm. Những cái ước mơ mà hồi xưa ở rừng mà bây giờ trở thành nơi thành phố, quá đẹp. Mà nói thật luôn, ấp ủ bao nhiêu năm chờ bây giờ nó đã hiện thực rồi. Mặc dù đó là mong manh nhưng mà nó cảm thấy cái rây rứt con ngựa mình nó không còn cái gì gọi là rây rứt nữa. Hoàn toàn là có nghĩa là sống rất là vô tư. Cảm ơn tất cả những người Mạnh Thường Quân và chính luôn cả con là người đã thúc đẩy để mà đưa cho ba ước mơ quá tuyệt vời. Đã. Sau khi đăng đoạn clip lên đó thì có rất là nhiều cô bác quý anh chị á đã xem kênh và nói tại sao là không lại già làng hay là lại chính quyền địa phương sở tại để mà hỏi thăm. Tuy nhiên thì về cha thì giấy tờ cũng đã mất hết rồi, cũng không có còn được nhiều giấy tờ nữa, nên thành ở cái việc mà đi hỏi thì cũng rất là khó khăn. Cái thứ hai á, về cái cuộc sống của người dân tộc Mân Âu á, nói riêng và những người dân tộc nói chung á, ở Bản Thường á, thì họ sẽ càng đi sâu vào cái vùng sâu và muốn kiếm á, Bùi Hồ có nghe được một cái anh đó, ảnh ở sống ở Đắk Viên đã nói rằng á, muốn kiếm được người dân tộc thì phải lựa ngay ngày chủ nhật đi tìm, vì người dân tộc Mân Âu họ sẽ nghỉ vào ngày chủ nhật không đi làm. Đó là những cái kinh nghiệm rất là quý báu để sau này mình có những cái hành trình khác á, thì đó là một cái kinh nghiệm cho mình đi tìm. Hành trình thì cũng đã kết thúc rồi, cũng có một số ý kiến cho rằng là không biết thì tại sao đi tìm, thì nãy giờ cha cũng đã có nói cho mọi người hiểu thêm. Dù sao thì những cái ước mơ, những cái ấp ủ, những cái hoài bão của mình về vùng đất xưa, một cái vùng đất hứa cũng đã trở về, nhưng mà nó đã thay đổi quá nhiều thì mọi những cái thông tin liên lạc nó mất hết. Nhưng mà được cái là về để mà mang một cái chút hy vọng gì đó ha cha ha.
Đúng. Nhưng mà thật sự ra thì cái tìm một đứa nhỏ mà trong thời gian mà trao tay lại cho ngoại lúc đó là còn 6-7 tháng đó, tại vì nó có một cái manh mối là có nghĩa là sau khi mà đưa con trai cho người ở ngoại đó, là người vợ đã bị bệnh rồi. Bị bệnh rồi mới đưa về những nơi, cái nơi mình phải gọi là bệnh viện đó là nằm ở Định Quán đó. Nó cũng xa bờ, nó đi trong đường rừng. Nên bây giờ cái mong manh mà kiếm một người vợ thì làm sao mà kiếm được, đã chết trên tay. Còn con thì lúc còn nhỏ thì đưa cho ông ngoại, thì ông ngoại chắc bây giờ tuổi ông ngoại cũng chắc khoảng có chừng 90, 100 tuổi không chừng qua đời. Thì cái mong manh nó là nó đúng ra cũng khó lắm. Mà cái ước mơ của mình đã hiện thực, đã có rồi. Nhờ được sự tài trợ của những người cộng đồng, người ta đã tận dụng để giúp đỡ cho mình là cái điều quá quý, quá tốt. Nên từ cái đó bây giờ cái ấp ủ nó không còn nữa, nó không còn ngày nay. Còn cái chuyện mà tìm là rất là mong manh, nó đúng là rất mong manh, không còn, không ai còn. Cũng có một cái ước mơ, cũng có một cái ấp ủ, và đặc biệt đối với những người mà tuổi cao như là chú Tuấn nè, đúng rồi, thì việc thực hiện ước mơ nó càng khó hơn, nhưng mà thực hiện được thì đó là một điều khá là tuyệt vời, quá tuyệt vời. Bây giờ con muốn cho chia sẻ rằng là hiện nay cuộc sống ở đây như thế nào và nhận ve chai thì sao, còn cái chỗ ở thì như thế nào nữa, thông tin cô bác của chị biết luôn. Hiện tại thì cái mức sống của như tôi thì nó đã trọn vẹn rồi, nhưng mà được có cái là người ta thương, người ta cho được cái tá túc ngay chỗ mé vách, cái khoản ở thì cũng vừa tầm mình ở rồi. Nên ước ao của mình là muốn để mà xây dựng lại một cái căn nhà nhỏ nhỏ khoảng cỡ chừng 10 triệu trở lại à, thì người ta đã cho. Thì cái mình đó mình sẽ biết tiết lộ sao ha. Tiết lộ sao thì mừng lắm, đó là rất mừng, chứ không phải không mừng, tại có một cái điểm như vậy là quá tốt, quá tốt, quá tốt. Mà cái hiện thực này nó sẽ có, nó sẽ có đến. Mùa vui lắm, chứ em vui. Tại vì mình có nhà ở rồi, thấy khoái rồi. Đó là như vậy. Rồi bây giờ hôm nay là về đây cho Nhật Vê Chai được mấy ngày rồi? Hôm nay nó tính ra cũng được 3 ngày. 3 ngày? 3 ngày. Rồi cũng được. Có bán được ngày nào chưa? Có chứ. Được bao nhiêu tiền? Thì cũng 45 ngàn với 75 ngàn. Còn hôm nay thì mai bán nữa là vậy. Ngày mà nhiều nhất là trúng bánh nhất là nhiêu? Những lúc này chưa đâu. Khi nào trúng bánh nhất là những ngày lễ, với ông ta dồn đồ ra đó, dồn bỏ ra mình đi lượm thì mới có đồ. Còn bây giờ thì nó xiên á thì mới kiếm được 40-50, còn mà ở nọ thì vừa đủ ăn rồi, nó lại vừa đủ ăn thôi, tại vì cha nó không có giá gì hết. Xuyên đêm thì cái lọ chai nhựa mà chai nước suối là bao nhiêu tiền một ký? Một ký chai nước suối bây giờ nó cũng phải là 4.500, 4.500. Còn đêm như là được bao nhiêu ký? Hay lắm thì được 6 ký. 6 ký hoặc là 3 ký, 4 ký, 5 ký. Cả tầm đó đó là mình phải xuyên, phải làm, phải xuyên. Mình phải có cái nhiệm quyết của mình, đừng có nghĩ cái ngợi gì. Có thì cứ lụm đi, chứ đừng có mong mong một cái chuyện gì phải không. Nhưng mà thật sự là chú khoái, chú lại khoái những cái lụm cái chai như vậy đó. Ơi lời nhặt cái chai sao khoái? Khoái là tại vì cái tầm cỡ như tuổi như chú là như vậy là vừa rồi. Là lụm rất là thích, đó cũng như đi ra thấy không? Là thấy là lụm hoài, lụm hoài. Lúc đói không biết giờ nào rồi thấy cái chỗ đó bán là ăn mẹ luôn, khỏi cần chờ. Khỏi cần chờ, chờ làm chi. Nhưng cảm ơn những người mà người ta đã giúp đỡ mình tận tình, có nhà có cửa. Thật sự đây là một lời nói rất là chân tâm. Người ta đã tận tình, người ta đã giúp đỡ luôn. Nhưng mà thật sự không phải là mình không muốn đến, nhưng mà thật sự cái tâm của mình muốn đến nhưng mà đến không được, để ở chỗ cũ. Có nhiều người nói lắm, cho tất cả, nhưng mà mình lại không có duyên mà đến được, là như vậy. Nên ở cái chỗ này nó cũng sụp sệ lắm, nhưng mà có xin rồi, người ta cho rồi, để mà thực hiện được cái mong manh, cái chỗ mà để mà mình làm cái chỗ nơi cho kiên cố, để mình ở cho nó ấm áp. Đó là điều ước mơ, chỉ mong manh vậy thôi. 8 mét vuông, chỉ có 8 mét vuông thôi chứ không có lời nhiều.
Đó là như vậy đó. Chú Tuấn có chia sẻ rằng có một người đó là chị Tuyết với là anh Luận cũng đã ở Vĩnh Long á, ở Bình Minh Vĩnh Long thì cũng có hỗ trợ một cái ngôi nhà vườn để mà sinh sống, có thể sống cái cảnh điền viên, nhưng mà chứ nói là sống cái cảnh nhặt ve chai đôi lúc thấy nó cũng hay, bỏ nghề đôi lúc nó cũng buồn, thì biết đâu gần đôi đó thì chú tìm thấy được cái niềm vui trong cuộc sống qua những cái giờ lao động trong đêm như thế này. Đôi khi thì nhìn lại cuộc đời của một cái ông cụ thì niềm vui nhất là được lao động thôi ha, còn sức khỏe của lao động là được hết ha. Đúng, cái quan trọng nhất con người của mình là gì? Cởi mở vui vẻ để mình kiếm những cái đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình để mình tạo ra cuộc sống, dù nó là một hột gạo hay là một túi gạo cũng là mồ hôi của mình đó, nó quý lắm. Có, đó nó kinh khủng. À, hay luôn á. Thiệt, Bùi Hồ học được rất là nhiều ở chú Tuấn trong cái chuyến đi vừa rồi, học được từ cái cách sống, từ cái cách mà chú giao tiếp cũng như là cái kinh nghiệm sống của chú, chẳng hạn như thế này, có thể chia sẻ cái quá khứ ngày xưa của cha tí xíu nha, quá khứ hồi lúc mình sống ở Sài Gòn. Ngày xưa là chú Tuấn từng sống ở Sài Gòn một cái kiếp sống của những đứa trẻ bụi đời. Được. Chú đã từng là một người bốc vác ngay tại bến xe miền Đông, mà là trưởng bốc vác ngay tại bến xe miền Đông, thì cô bác quý vị có thể nghĩ là cuộc đời của chú nó sương gió như thế nào, sương gió từ lúc nhỏ xíu cho đến lớn luôn ha, đúng không nha? Đúng rồi. Mà để cô bác quý vị biết, mà để bến xe miền Đông mà để có thể mà làm mà trưởng bốc vác thì nó không phải là một chuyện đơn giản bình thường, phải có một kinh nghiệm sống dày dặn và phải từng trải ra sương gió rất là nhiều mới trụ nổi đến ngày nay. Như phải thật thà. Thật thà nữa. Tại vì bạn hàng của người ta khi giao hàng bất cứ một chuyện gì mình phải thật thà, là cái từ cái chỗ đó đó người ta mới tin tưởng, người ta mới giao cho mình, rồi giao cho mình để mình quản lý, để mình giao lại cho người ta, người ta chỉ bỏ xuống bóc xuống rồi người ta đi, mình chỉ biết giao lại cho người ta lấy tiền rồi đưa lại cho người ta. Hồi đó đâu có qua mạng, qua thẻ, qua gì đâu, mình cầm tiền mình đưa lại cho người ta. Nhưng mà con biết là ở ngay tại ngày xưa thì nó cũng cuộc sống cũng khá là phức tạp, ở bến xe thì nó cũng phải nói là rất nhiều người, hạng người nhiều. Đúng, người khác nhiều lắm, nhiều. Vậy có những lúc nào mà khó khăn nhất không? Khó khăn nhất mà đối diện với những loại người mà chợ búa nhất á? Có chứ. Khó khăn nhất là gì biết không? Khi mình lao động về rồi đó, mình kiếm những cái vỉa hè mà nằm ngủ thoải mái lắm, ngủ rất là ngon. Đợi tới lúc thì có những anh em đội dân phòng ta đi kiểm tra, người ta thấy là cũng thương lắm, người ta cũng nói ngày mai ngày mốt đừng có ngủ đây nha, ngủ đây là không có được đâu. Thì mình biết những cái lời nói của người ta như vậy là nó động viên cho mình để kiếm những cái chỗ nào ngủ cho nó thoải mái. Có khi nào dành chỗ không cha? Có đó, nhưng mà em còn dành chỗ gì? Dành chỗ có nghĩa là chỗ này chỗ tao nằm ẩu đả không? Mày không đi là có chuyện là nha. Thật sự ra thì cái chuyện này có sự thật. Dạ đúng rồi. Mình nói một câu nhịn đi rồi mình đi chỗ khác mình ngủ, tại ngày mai mình còn sức mình đi làm nữa. Bây giờ lỡ gây ra rồi đội văn phòng nó tới nó bắt rồi nó quýnh rồi cũng như không thôi, cũng không tốt đẹp gì. Nhịn là trên hết, nhịn mới tới ngày hôm nay, cái tuổi bây giờ mới như thế này, chứ còn mà hăng hái quá là chắc chết. Thiệt. Hay quá. Đó là rõ ràng. Một điều là chính điều đúng. Lắm. Nên từ cái chỗ đó là mình đi bắt đầu đi đâu bất cứ đâu cũng vậy đó, làm việc cái gì cũng vậy, là dẹp hết những cái nóng tánh đi, đừng có để những cái gì mà nó sẽ đến, nhất là rượu, mấy cái thứ đó là không nên tiếp xúc nhiều, rượu là nguy hiểm nhất, nó mất đi kiềm chế của con người, nó ẩu đả đủ thứ. Hôm nay tôi sống được ngày hôm nay nè là không có uống rượu, bia thì uống chừng chút thôi, thuốc thì không có, sương gió thì dày dặn nhiều nên nó có mới tồn tại ngày hôm nay. Để mà kể lại hết câu chuyện của chú thì nó có thể viết lên mà thành một cái bộ phim. Ngày xưa này là một đứa trẻ bụi đời, đến tuổi xế chiều thì là một ông cụ nhặt ve chai. Có nghĩa là nguyên một cái cuộc đời, một chuỗi hành trình là gắn với cái cảnh là sương gió. Đúng. Và ông cụ nhặt ve chai không bình thường nữa, một ông cụ nhặt về đêm, lúc khuya ta ngủ hết đi nha. Đúng. Như ngày xưa cho con nhỏ lúc khuya ta ngủ hết, mình phải đi kiếm cái chỗ ngủ. Nó cũng gây go lắm, gây go lắm. Chuyện đơn giản thật sự là đó, một cuộc đời nó cũng gian. Vậy là có cái câu nào nhắn nhủ đến cái giới trẻ hiện nay không? Cũng có nhiều người cũng có nhắn chú
phải có một niềm tin lên. Ok, động lực đầy đủ, cũng cũng muốn kết bạn, nhưng mà nói một câu là không thể được. Khuyên nhủ tăng lực lên những cái việc làm điều tốt, chứ còn kết bạn thật sự mình không có được đâu. Đây là lời nói chân thật. Qua đó thì mình hiểu thêm rằng để có được cuộc sống của chú yên ổn như ngày hôm nay á, người ta nhiều người thương á, là một là sự chân thành, hai là sự nhẫn nhịn trong cái cuộc sống để có thể tồn tại được. Đó là vậy đó. Bất cứ cái gì không bằng qua cái chân thật của con người mình, cái tâm là đi đầu, là cuộc sống của mình mãi mãi rất là tốt đẹp. Nếu mình đi ra đường mình có tâm, mình nghèo thì có bàn tay như là Phật Tổ Như Lai là sẽ giúp mình liền. Còn mình mà làm những chuyện tào lao thì gặp những cái chuyện không được tốt, nó là như vậy. Mà có một điều khuyên nữa là mình làm cái gì mình nhớ cha nhớ mẹ đặt hàng đầu. Đừng có để mà cha mẹ mình mất rồi mình lúc đó mình hối tiếc lại không tốt đâu. Thật sự là cái này là đúng luôn đó, chứ không phải giỡn. Ai cũng vậy, cha mẹ mình là hàng đầu. Dù làm bất cứ cái gì, không cần cha mẹ có tiền nhiều đâu, mà cha mẹ thích mình đó là có những cái tâm tốt giúp cho đời là cha mẹ mình rất thích. Đó là như vậy. Mấy ngày nay về cho Lượm ở đây là cái cảm giác là nó vui lại rồi đúng không? Đúng, vui. Nó hầu như nó không phấn khởi lắm, nó không có cái gì để mà gặp. Có ai ngoài đường gặp nhận ra cha không? Có chứ, cũng có nhiều người gặp. Gặp ở trên mạng á? Mày gặp trên mạng luôn, họ nói. Trời ơi, tôi thấy ông ở trên mạng. Trời ơi, vậy là quá tốt. Ai với ông là đúng rồi đó. Tôi rất là quan ninh. Đã rồi. Người ta thấy ông là người chân thật, mà tại sao người ta giúp ông như vậy là điều tốt á. Cũng là buôn bán ngoài đường vậy nè, để gặp ba, gặp chú. Người ta nói trời ơi, tôi có không ngờ nay mai sẽ có những người tốt nữa sẽ đến với mình nữa, chứ không phải là không có, nhưng mà cứ thật thà mà sống cho cái bản chất cho mình, cho nó có một cái điều tốt nhất. Đừng có làm những cái gì xấu là được rồi. Ai cũng mến mình đó. Lụm với chai thiệt, nhưng mà trong gia trai người ta lụm bằng cái tâm, lụm bằng cái sức lao động, bằng cái mồ hôi của người ta. Khi mà người ta nhặt từng miếng giấy cái bọc là cái điều vui sướng nhất khi người ta kiếm được hột gạo. Đó là như vậy. Người ta cày lúa thì ta cũng đổ mồ hôi, ta phải có miếng đất để làm. Còn mình đi lụm gia trai thì mình cũng phải có cái đồ nghề của mình là gì? Đồ nghề của mình là cái đồ nghề tâm của mình đó. Nghề tâm của mình đó là đừng có trộm cắp, đừng dám nhúa, có cái gì mình cứ lụm mình bán được là tốt. Thậm chí người ta còn cho mình nữa, người ta cho đàng hoàng luôn. Đó là tốt nhất trong cái cuộc sống những người mà lụm da chai. Mà thiệt đa số da chai bây giờ là những người họ tốt lắm. Có nhiều lúc người ta lụm được những cái số đồ tiền lớn, ta còn đem tới công an để trả lại cho công an, để công an trả lại cho người ta. Hàng đầu da chai. Đúng, hàng đầu da chai có siêu sực hơn, chứ không có. Đó là vậy. Nói chung là lần này á cũng ngay tại cái khúc này. Nhưng mà trước đây thì khi mà kể về cái việc mà nhặt ve chai thì đối với chú thì nó cũng ngậm ngùi, vì đâu đó vẫn còn ấp ủ cái việc đi tìm con của mình. Đúng rồi, chính xác. Và ngày hôm nay thì cũng hơn nửa tháng để mà quay trở lại đây. Ở ngay tại này luôn thì chắc khoảng hơn một tháng để có mặt ở tại chỗ này. Nhưng mà cái tâm thế nó đã khác rồi. Không phải là còn đúng hoàn cảnh là một cái ông cụ nhặt ve chai đi tìm con, mà là một ông cụ đi nhặt ve chai bằng cái tâm, và với cái nghề nhặt ve chai là số 1 thôi. Là cái nghề ve chai rất là phấn khởi, cuộc đời của mình là số 1 luôn. Nó không có cái gì có là bận trong khỏi lo lắng. Khỏi lo lắng. Ngày kiếm được 2 bữa cơm, 2.000 đi mua hộp cơm là được rồi. Vui nhất là như vậy. Người ta thường nói câu là bữa ăn ngon nhất là khi mình đầy đủ sức khỏe. Còn bữa ăn dù có cao sơn hào hải vị á, thì mình không có đủ sức khỏe mình ăn thì nó cũng không có ngon. Đúng không? Một cái giường đắt nhất á, không phải là cái giường mà nó tiền tỷ, mà cái giường đắt nhất là cái giường tối mình đặt, nên đó mình ngủ yên rồi. Đúng rồi. Cái chỗ ấm áp nhất của mình là cái gì? Là trọn vẹn cái niềm tin của con người của mình thôi.
mình tin cái lòng tin của mình, thì mình nằm ở đâu, bất cứ đâu, thì mình cũng có một giấc ngủ rất là ngon khi mình đi lụm cho chai về, trọn vẹn một giấc ngủ rất là êm đẹp. Có nghĩa là đôi khi trộm cắp về nhà là lo âu đủ thứ, ngủ cũng đâu có yên đâu, còn mắt là... sao, đúng không? Còn mình đi lượm với chai về là mình ngủ ngoài đường thấy vẫn ngon. Đối với chú lượm với chai về nó cảm thấy thoải mái, tâm hồn nó rất là ok. Và ngày hôm nay thì gặp cha tại chỗ này, mục đích của con muốn đến đây luôn để cùng với cha với là anh Nguyễn sẽ đi ăn cơm. Và mời cho một bữa cơm tối ngay tại đây. Rồi ngày mai đây á, thì sẽ có một cái tin vui, một cái clip mới ngay tại nhà của chú Tuấn. Đó là một cái hũ cốt của chú để sẵn nè. Dọn lại cái nhà của chú nè, một cái phần hỗ trợ và một cái phần quà lớn của chú. Cũng như là ngày mai là mình sẽ lên đồ để mình vé cái handsome cho cha nha. Ngày mai đi mua đồ mới luôn, có một chị ở Đài Loan cũng gửi ủng hộ tiền cho cha đi mua bộ đồ mới, giờ giáp mới, sắm sửa đồ cho nó đẹp trai lên. Mà đẹp sẵn rồi. Đúng. Ok. Dạ thì thôi bây giờ chắc có lẽ là cũng đã khuya rồi. Bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi, thường người Nhật mấy giờ bây giờ nha? Thì khoảng cỡ chừng 10 giờ rưỡi với hoặc là 11 giờ là bắt đầu là chuẩn bị để mình rút. Đó là vậy. Hồi chiều cũng có điện trước rồi, nói ở đây thì nhặt vòng vòng ở đây thì mấy cho con mình đi ăn. Bây giờ chắc có lẽ là gần đây có một cái quán cơm đúng không anh Nguyễn? Mình sẽ đi ăn một dĩa cơm gà bằng một đêm nhặt ve chai. Hơn một đêm ve chai, một đêm gà nữa. Mà cái dĩa cơm này rất quý, đó là dĩa cơm của tình thương, bánh thương của những người cộng đồng cùng chung tay với nhau để chia sẻ những người mảnh đời bất hạnh, để mà có cuộc sống, để mà cố gắng đi lên. Đó là điều rất tốt. Không phải một cái clip này mà mong có nhiều mạnh thường quân hỗ trợ cho những người mà đang cô đơn, hiu quạnh, mảnh đời rất là khổ, để cho người ta có một cái hộp cơm hay là hộp gạo gì đó, người ta ấm lòng trong những lúc khi đó. Thật ra thì nói chuyện với chú Tứng đó, giống như nói chuyện một nhà văn, nhà thơ. Lời nói nó trau chuốt từng chữ luôn đó, cô bác của anh chị, chứ không phải là một công cụ nhặt ve chai bình thường. Mình đã từng ngồi mà từng nằm những người ta khổ, chứ không phải không có. Nhưng mà cái khổ của người ta nó còn gấp trăm lần mình nữa. Nhưng mà mình nói ra được thì lòng mình rất là sung sướng. Đó là như vậy. Ngàn người đều khổ, nhưng mà cái khổ của người ta cũng vui, cũng giống như tôi vậy đó. Nhưng mà chưa có duyên gặp những cái người như tụi con để mà gặp, để mà hỗ trợ cho người ta. Ngày hôm nay á, để biết được cha thì phải nói trước đây cũng cùng đi ăn tối với anh Nguyễn. Thì mới gặp được cha. Thì cô bác anh chị mà có xem được video clip này, có qua kênh anh Nguyễn An Giang, có thể like ủng hộ để chia sẻ. Anh Nguyễn này chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn những đứa trẻ bụi đời ngay tại vùng đất Long Xuyên An Giang này. Còn bây giờ thì đi ăn cơm anh Nguyễn ha. Cái quá trình đi ăn cơm á, cô bác anh chị biết không, thì chú Tuấn có nói rằng chiếc xe của chú nó hôi lắm, sợ chạy gần quán cơm á thì mọi người hôi, mọi người ngại, nên là thử là chạy xe đậu gần kia kìa. Chú nói thì tụi con ăn cơm mà có đi với cha thì có chú thì có ngại không, nhưng mà thật ra thì rất là quý luôn á. Bây giờ đậu xe đằng đó để qua kia ăn cơm như mọi người. Gà hấp một trà nướng, xà lách son rồi, bột canh xà lách son. Anh Nguyễn canh gì? Với lại một canh khổ qua. Có thường lại đây ăn không? Không, thường đi ngang đây lụm không à. Thiệt, thường hay đi ngang đây lụm. Hồi chiều nói là chạy chiếc xe đó lại hôi quán cơm ta, sao thôi tụi con ăn đi. Thiệt, sao? Nói đúng ra mình phải tôn trọng cái phong cách của những người mà mình sống, phải không? Chứ không phải mà mình tránh né một điều gì, mình phải tôn trọng đó, cái đó là tôn trọng. Sợ ảnh hưởng đến thực khách của đất nước. Đúng, đó là như vậy. Chứ mình đi đâu mà ngồi ở đâu ăn không được. Nhưng mà cái xe của mình phải biết tôn trọng. Cũng như là con người mình có nghi lễ thì mình bước ra ngoài đường đó, thì con người mình nó có đủ điều kiện để người ta tôn trọng mình. Đó là như vậy. Nhưng mà có bao giờ mình chạy chiếc xe đó, mình ngang mình muốn ăn cơm, mình ghé mà không biết để chiếc xe đâu, mà trong khi đó người ta chạy chiếc xe sang trọng hơn, mình thấy mình có buồn không? Mình đã xác định được cái vị trí, cái cuộc sống của mình, chứ không phải là buồn. Mình xác định được những cái nơi để mình ở, những người nghèo,
những người giàu nó cũng đều có một cái vị trí họ sống hết á, chứ không phải là người nào cũng muốn sống cho xong. Vị trí nghèo thì họ sống theo cái phong cách nghèo, còn vị trí giàu thì họ sống theo phong cách giàu. Nhưng khi người giàu nó gặp người nghèo thì nó lại bình đẳng với nhau, nó hòa hợp lẫn lộn với nhau, rồi nó hòa hợp để nó hỗ trợ. Đó là cái điều đó hay nhất. Để hiểu có nhiều người họ làm kèn làm mẫu, rốt cuộc nó đông ra những điều nó không là cái gì, nhưng mà người khi xong rồi người ta chỉ nói một câu này không biết điều. Đó là câu nhẹ nhất. Đó là những người sống theo cái kiểu như vậy. Còn mình mà biết rồi á thì nhiều lúc người ta nói những người này coi vậy nhưng người ta tốt, ta hiểu. Đó là vậy. Cũng như tụi con cũng vậy đó, như chính như tụi con, thật sự tụi con cũng giống như là bàn tay của những người bàn tay rất là mát dịu hiền để nâng đỡ cho những người mà cơ nhỡ. Nó không là cái gì nhưng mà nó có là cái ấm lòng nhất của con người khi mà được hưởng những cái gì mà người ta trao tặng cho, mặc dù nó không bao nhiêu nhưng mà cái quý báu nhất cái tâm của tụi con đã cho người ta. Đó là như vậy. Có nhiều người nha, cho mà không lấy, thật sự luôn, chính ba thấy không lấy là không lấy. Nhưng mà tại sao mà tụi con lại cho người ta lại có một cái tấm lòng người ta rất là nhận. Đó là điều như vậy. Nó phải ỷ có tiền muốn cho rồi cho tới người ta lấy, không phải đâu. Khác đó, nhưng mà giỡn đâu, khác nhau nhiều. Chẳng hạn như những lúc mà người ta cho gạo nè, những người nghèo người ta cho gạo, mà khi người ta cho người ta nhìn mới đọc nha, nhìn những người nào làm sao, mà khi người ta cho rồi ta nói một câu, những người này đừng có cho uổng công lắm, cho những người mà người ta thật lòng mà người ta là rõ ràng là cơ nhỡ đó, còn cho cái người này nó đem đi bán hết trơn à, thì cái đó là nhói lòng nhất của những người mà bị cùng cảnh khổ đó. Người ta thì muốn đem cơm về ăn, còn những người kia thì lấy để mà bán đi, cái đó cũng có. Mà khi người ta nghe được cái câu đó, người ta nhói lắm. Nhói liền. Nhói mà mặc cảm. Nên từ cái chỗ đó không thể nào mà phân tách ra được là như thế nào được. Tại hột gạo là hột của trời cho. Bất cứ ai cho gạo thì cũng như là hột gạo của trời cho. Mình phải nâng niu nó bằng hai tay để mình ấm áp vào trong lòng của mình, để mình lúc khi lối. Đó là như vậy. Nước mắm gừng ngon. Rồi. Ồ, ngon quá ha. Ừ. Bữa cơm xịn sò luôn á. Mời mọi người cùng ăn cơm nha. Một cái cơm này là bao nhiêu tiền? Xiên. Dạ. Hỏi thử một cái cơm bao nhiêu tiền? Gà hả? Dạ. Đây cơm gà giá 70. 70. Dạ. Vậy là bằng 2 ngày. Tắm cơm sườn 35. Gà mình. Gà ta. Gà ta mình luôn hả? Ờ, ngon. Giá đó chứ gà kia đâu có giá đó. Dạ. Chất lượng. Rồi con mời. Rồi. Để chiếu gần vô cũng được ha. Ờ, có đây rồi. Vậy cơm là bằng... không, mình không có so đo. So đo thì nó khập khiển quá. Nhưng mà hôm nay là mời cho. Nhưng mà so đo thì nó đều khập khiển. Nhưng mà mình quy về cái sức lao động á. Quy về cái sức lao động để mà có được một dĩa cơm thì phải nói lao động rất là nhiều ngày. Thì mong cô bác anh chị hiểu rằng không phải là ở đây là mình cân đo đong đếm gì, nhưng mà đó là cái sức lao động để có được một dĩa cơm như thế này là phải 2.000 lao động. Mà dĩa cơm này là cũng như là dĩa cơm để cho những người tiếp tay, để mà đưa những người mà cơ nhỡ người ta có một cái sức mạnh mẽ hơn để mà người ta còn bước lên cái cuộc sống của ta. Dạ. Đó là cái điều này, là rất cảm ơn những cái người mà đã tận tình mà đưa những cái hạt cơm với một dĩa cơm như vậy là quá tốt, quá quý. Dạ. Đó, cảm ơn cha. Dạ. Có những cái gì hết. Dạ. Cái xà lách son. Dạ, xà lách son. Với lại thịt băm. Ở đây là cơm gà. Ở quán cơm này bán 24/24 luôn, không nghỉ luôn hả? Đúng, sáng đêm. Quán này nổi tiếng ở Long Xuyên. Nhìn ngon quá luôn không? Ừ. Lâu đời lắm. Nhưng mà gà nướng thì rất là chất lượng nha. Ừ. Có nghĩa là gà nó không bị cháy xém á, mà lại có tương mỡ nữa kìa. Cái đùi to luôn ha, thịt gà rất là chất lượng.
Thôi để bây giờ mình sẽ ngưng máy, off máy để cho vô tướng ăn cơm một cái ăn đi. Có thể giữa cơm của Bùi Hồ nó cũng đồng giá là 70.000 cho một cái phần cơm gà như thế này. Ở đây thì mình sẽ kiểu là chưa ăn mà đã thèm á, nên là nữ là rất là ngon. Ở trên này có mỡ hành nè, rau găm, dưa chua với lại gà xé. Gà ở đây thì có một cái đùi to. Cơm này dạng cơm tấm á, gà thì cơm này phải có để có ít gừng vô, ít gừng vô đây ngon. Thấy gì gà hấp thấy thèm nữa. Dạ, chảy nước miếng luôn. Ngon lắm mọi người. Cái quán cơm Hướng Dương nha. 20 phần cùng Mỹ Long. Dạ, review cơm luôn nha. Này không có tốn tiền để mà review nha. Không có trả tiền, không có trả phí để review. Nhưng mà ngon thì rẻ thôi. Ăn nước mắm rừng. Dạ. Ăn cơm gà, nước mắm rừng, quay cái chén mắm rừng đi. Dạ. Ngon quá. À nè, cậu quay chén mắm rừng cho thấy người ta thèm coi. Đó, cơm gà mà ăn được mắm rừng đó. Trời đó. Quán cơm Hướng Dương nè mọi người. 22-24 Phan Đình Phùng, Bình Vũ Long, thành phố Long Xuyên. Và bây giờ mình sẽ ăn thôi. Như vậy là bây giờ cũng đã hơn 10 giờ. Sau bữa cơm tối này thì chắc có lẽ là chú Tứng sẽ đi nhặt phế liệu, vài dòng nữa thì sẽ về. Cơm ngon không chú? Dĩa cơm rất ngon. Khi mà mình lao động rồi cái mình mệt mỏi bắt đầu bước vô một cái dĩa cơm hoành tráng là ngon rồi. Đối với mình đây cơm gà khá là chất lượng, 70.000 một dĩa. Nhưng được cái là được cô chủ mời hai chén canh, không tính tiền. Và lại tính rẻ thêm tí xíu mọi người. Không, ở đây không có review gì hết, nhưng mà nói chung là cơm rất là chất lượng và ngon. Hôm nay thì cũng có tình cờ con về lại Long Xuyên để có một số cái công việc á, thì ghé thăm cha coi sức khỏe, coi tình hình hiện tại như thế nào để chia sẻ cho cô bác quý anh chị có thể hiểu được thêm về cái cuộc sống của ông cụ Nhật Ve Chai hiện tại. Còn ngày mai này thì cô bác quý anh chị sẽ xem được một đoạn clip tiếp theo về những cái phần quà rất là có giá trị cũng như về vật chất cũng như là tinh thần cho chú Tứng ngay tại thành phố Long Xuyên ha. Bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ chào tạm biệt. Cha có muốn nói lời nào không? Rất cảm ơn tất cả những cái đồng hành mà ở tài trợ cho chú. Rất là cảm ơn rất nhiều. Rất cảm ơn. Không biết nói gì hơn. Đó là vậy. Bye bye. Bye bye. Gặp lại. Rồi.